Xin chào các bạn, trong video này mình sẽ tiếp tục giải cái con clover này. Clover có nghĩa là cái cỏ may mắn đó, cỏ ba lá đó. Ở đây có bốn lá nè, mà cái cỏ người ta nói cỏ ba lá mà tìm được cái cỏ nào bốn lá là bạn sẽ được may mắn đó. Thì cái con này mình đã làm một cái video giới thiệu ba con, cái sự tương quan giữa ba con, mình sẽ để cái link ở dưới, các bạn có thể tham khảo hoặc là có thể tham khảo thêm cách giải của hai con này. Thì giải con này xong thì con này nó có cạnh và góc, trong khi con này chỉ có góc thôi, con này chỉ có cạnh thôi. Cho nên giải con này thì có nghĩa là giải được hai con này. Thì giải con này cũng giống như cái con kia, chỉ giải cạnh thôi, không còn giải góc. Thì con này hầu như không có công thức, mà nó có một công thức đi nữa là cái công thức lật cái cạnh này. Bạn mình làm thử lật cạnh này, bạn phải đi cái đường trăm binh. Trăm binh là sao? Là bạn lật cái này lên cái, lát này qua một cái, quay một phát, gọi là trăm binh. Trăm binh có nghĩa là nhảy. Là bạn thấy con trắng bên này đã nhảy qua đây và con vàng bên này đã nhảy qua đây. Rồi bạn cũng trăm binh, nhưng mà trăm binh cái hướng bên này, trăm binh xung quanh cái góc này nè, xong xung quanh cái cạnh này nè, đừng có trăm binh cái chỗ khác. Này, bây giờ mình làm một cạnh đứng, một cạnh nằm, thì trăm binh một cái nữa. Rồi, bạn thấy không? Quay lại, bạn thấy cái góc này, cái cạnh này đã bị lật một phát. Đó là cái công thức mình trăm binh hai lần xung quanh cái cạnh này, thì cái cạnh này nó sẽ bị lật. Bây giờ mình làm lại cái nữa nha. Rồi mình sẽ trăm binh hai con này. Con này hơi bị cứng, trăm binh hai con này. Đó, nó sẽ đúng. Con này đi rất đơn giản, giải không cần công thức, mà có công thức đi nữa thì cũng là cái công thức mới đó thôi. Thì một con như vậy thì nó có hai cách đi. Một là bạn đi các cạnh này, quay cái cạnh này vòng. Đó, là cách. Hai là cái công thức trăm binh, cách đi trăm binh như vậy, nhảy qua. Bạn nhảy góc này cho nó xáo trộn lên. Nếu bạn biết chơi hai con kia rồi thì con này chơi rất là dễ. Hai con này bạn biết chơi rồi thì chơi con này rất là dễ. Trăm binh qua. Đó. Thì ngoài cái việc là xoay cạnh và trăm binh thì nó còn có một cái dạng nữa là trăm binh nửa chừng, là chỉ có một cái xoay lên thôi. Đó, giờ mình trăm binh luôn. Thì nó sẽ làm cho cái con này nó lồi lõm. Đó, nó lồi lõm gì nè. Thấy không? Thì cái trăm binh này không đi được nhiều, đi được 2-3 đường thôi là nó đã bị kẹt rồi. Cho nên là khi bạn rainbow lên, mà ai mà rainbow cái dạng này thì bạn kiếm cách bạn sửa lại. Sửa lại sao cho nó xếp lại thành cái cục vuông vức, rồi mình giải. Ở chỗ này rainbow được nó kẹt cái cạnh này nè. Trăm binh này. Đó. Đó. Đó không? Đó. Bạn thấy nó sẽ bị lồi lõm như nè. Đó. Đó. Nó lòi mấy cạnh ra tùm lum. Thì việc còn lại của mình là mình xếp nó vô thôi. Mình vạt vẳng nó qua là mình xếp nó vô. Nếu như bạn gặp cái trường hợp này. Con này hơi cứng cho nên là xoay cho nó siết là so cứng quá. Quay nó đách cái mặt thì trơn, mà cái là so thì cứng. Xoay nhiều khi xoay nó không nổi. Rồi, con này bị dính con này. Đó, ráp nó vô thôi. Đó, ráp nó vô. Đây, còn mặt nè. Ráp mặt nó vô. Đây, qua ráp nó vô thôi. Đó. Nó vuông vứt lại. Rồi, bắt đầu mình giải thôi. Thì bạn thấy cái cạnh nè. Cái cạnh này hai màu nè. Thì nó sẽ quay một chỗ thôi. Nó sẽ lật mặt thôi. Chứ nó không có di chuyển được. Cho nên là bạn kiếm một cái mặt nào trắng mà bạn đưa lên hết đi. Để cái mặt trắng nè. Đó, xoay lên. Để bạn nhìn cái mặt nó dễ.
cần là xoay luôn cái mặt dưới này, tôi không cần, mình làm cái này trước đây. Rồi mình xoay được mặt trắng lên thì mình sẽ giải các lá này cho nó vào hết. Đây có con trắng này sẵn rồi nè, đưa lên né qua rồi. Đã về. Đó, nó lật lá con cả, con lật lại không sao hết. Mà mình lật lại bằng cách mình né qua nè, né con này qua nè. À, mình lật góc lên, lật cái cạnh lên, rồi trả về. À, mình thấy là cái này nằm đây. À. Cho nó châm vào đây đi, còn này châm vào đây, châm được rồi châm luôn cho nó khỏe, khỏi công xoay vòng vòng. Đưa lên, đưa lên. Rồi, còn con nữa, trắng tốt như này, cứng đi mỏi tay quá các bạn. Đưa lên, né qua, xuống, xuống. Đó, xong bốn rồi. À, con này lật cái góc này lại, lật cái cạnh này lại, bằng cách né cả hai con qua một bên. Lật lên trở về. Rồi vậy là mình làm xong một mặt, không cần công thức gì hết, mò rồi châm pin qua châm lại thôi. Bây giờ mình chỉnh cái góc nè, chỉnh cái cạnh dưới ha, đỏ nè, xanh nè, quay lại, xanh xanh đỏ nè, quay lại đó. Rồi, quay con này lại đó. Rồi xong cắt đây còn cạnh nè. Rồi việc còn lại là mình giải các lá nằm ở phía trên này, hai cái lá đây, hai lá đây. Muốn đưa cái lá lên đây thì cái lá nó phải nằm đây, mình phải đưa cái lá nó về nằm đây trước rồi mình mới đưa cái lá nó lên đây, bằng cách là để đây ha, rồi né qua, đưa cái lá này xuống, đưa cái lá này vô, quay là mình được. Nếu nó không được, nó không nằm bên hông thì mình kiếm cách nào đó cho nó nằm bên hông bằng cách châm pin, hoặc là nằm ở trên đây thì mình lấy nó xuống bằng cách đưa một con sai lên thì nó lọt cái con đó xuống. Rồi mình coi con nào còn mình đưa lên, không có nè. À, con này đưa lên đây, mà nó nằm ở bên này rồi, mình muốn nó nằm ở bên này là để đưa lên thì mình châm nó qua, nhảy qua, nhảy qua nha, nhảy qua phát là mình có rồi. À, con cam nè, đưa lên, né ra, hạ xuống, đưa vô, quay lên, xong. Coi con nào nữa không? Xanh này lên đây nha, xanh này nè, lên đây, né ra, hạ xuống, đưa vô, đi lên. À, con xanh này, đây, xanh này lên đây, né ra. Hạ xuống, đưa vô, quay lại. Rồi xong, còn con này nữa, con này nữa có con xanh nào nằm đây không? Phải có con xanh nằm đây mới được. Rồi, xanh nó nằm ở trong này hết rồi, mình phải châm nó ra thôi, châm con này qua đây để con này mới chuyển qua được. Con này à, bên này hả, bên này thì con này phải châm ra đây à, con này phải châm qua đây nè, nhảy qua nè, châm đi. Rồi. Đây. Cứng quá. Phải chính xác mà được. Cứng quá, fit quá. Rồi, đưa vô. Đây. Né ra, hạ xuống. Đưa vô. Con này là trong ba con thì con này là giải đơn giản nhất. Rồi xong, mình đã làm được tầng 2. Bây giờ mình sẽ làm những cái lá này. Những lá này. Lá này có con đỏ xong rồi nè. Con đỏ này xong rồi, con xanh này. Xanh này còn con. Đó, mấy con này kiểu còn con hết. Ừ, có con này giải được nè. Mình lấy con nào được trước mình giải trước thôi. Rồi. Đó, rồi vậy được ba con.
Còn còn con này. Con này phải châm rồi. Phải nhảy ra. Giờ cho nó nhảy qua đây trước rồi từ đó rồi về đây. Xuống. Xuống cho nó nhảy qua cái vàng này. Rồi. Sửa lại con này. Sửa lại con xanh này. Mình sửa theo cái đường vòng tròn á. Rồi. Rồi sửa con đỏ này. Sửa con đỏ này là cái xanh nó vô luôn. Rồi. Quay. Quay đỏ về, quay xanh về. Xong. Trong cái trường hợp này mình cũng là may mắn. Cho nên là cái góc này nó đã về luôn. Chứ trường hợp không may mắn, cái cạnh nó về luôn. Trường hợp không may mắn thì có thể cái cạnh nó sẽ bị lật như thế này. Một cái cạnh nào đó sẽ bị lật. Có khi là bốn cạnh bị lật hết. Thì bạn phải dùng cái châm pin hai lần mà mình đã giới thiệu ở lúc đầu á, để các bạn giải quyết cái trường hợp này. Bây giờ mình phá ra cho nó sai nha. Nó sai. Để các bạn thấy cái cách các bạn có thể giải được. Nhà kế bên nó lại sửa ồn đó. Cái trường hợp này giả sử có hai cái góc này nè, hai cái cạnh này nó bị lật, hai cạnh nó bị lật này. Thì bạn lật hai cạnh này thôi bằng cách là châm pin hai lần xung quanh cái cạnh này, một cái nằm ngang này, cái nằm dọc này, quay một cái, rồi một cái nằm dọc, một cái nằm ngang, xoay một cái nữa là nó trở về rồi. Lật lại, thấy không? Góc này nè, một cái nằm ngang, cái nằm dọc nè. Quay một phát. Cái con này mình chơi là cái nằm dọc này. Con này mình chơi là hoàn toàn là mình không có coi ở của ai hết. Mình chỉ suy luận ra từ từ mấy con này, từ con này em suy ra. Rồi. Mà mình đã giải xong con Glover. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Link của những con này thì mình sẽ để ở dưới cái description nha. Các bạn có thể tham khảo chéo qua lại để hiểu rõ hơn về cách đi của những cái con này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.